Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Suốt 2 ngày qua, hàng chục hộ dân tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bị nhốt trong nhà, không mở được cửa vì mất điện do ảnh hưởng của cơn bão số 1. Phản ánh của khán giả Minh Vũ từ số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Xét xử lưu động tài xế xe chở phân lân đâm chết hai mẹ con tại Đắk Lắk thu hút rất đông người dân trên địa bàn tới theo dõi. Thông tin và hình ảnh do khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779 cung cấp. Chung cư 5 tầng ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh xuống cấp trầm trọng gần đây mới di dời được hết dân để nhà thầu thi công vào phá dỡ công trình. Ghi nhận của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Lò đốt rác thải của Bệnh viện Đa khoa Quỳ Hợp, Nghệ An gây khói bụi đe dọa sức khỏe của người dân, phản ánh của người dân địa phương. Bờ sông Đà nhộn nhịp mỗi khi chiều về, với hàng nghìn người ra sông tắm giải nhiệt. Chia sẻ của khán giả Hà Phạm có số điện thoại 0166 3 số cuối 642. Nhiều hộ gia đình tại Nha Trang, Khánh Hòa tự mua hạt giống về để trồng rau sạch mà không cần đất theo phương pháp thủy canh để phục vụ bữa ăn hàng ngày. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Oanh có số điện thoại 0916 3 số cuối 865. Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đưa cây chè công nghiệp trở thành cây chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cơn bão số 1 đã đi qua, tuy nhiên thiệt hại tại nhiều địa phương ở miền Bắc vẫn chưa được khắc phục hết, đặc biệt là tại Nam Định, nơi tâm bão quét qua. Tại đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi sự cố mất điện diễn ra trên diện rộng trong suốt 2 ngày qua mà chưa được khắc phục. Ghi nhận của khán giả Minh Vũ từ số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi cơn bão số 1 đi qua, cuộc sống của người dân thành phố Nam Định bị ảnh hưởng không nhỏ vì mất điện trên diện rộng, đặc biệt với những gia đình dùng cửa cuốn. Suốt 2 ngày qua, hàng chục hộ dân sống trên phố Hoàng Văn Thụ đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi không ra được khỏi nhà. Đây là những hộ dân sử dụng cửa cuốn bằng điện, do mất điện mà không mở được cửa. Họ đã phải nhờ hàng xóm, người thân ứng cứu đồ ăn bằng cách đưa qua cửa sổ, hành lang tầng 2 hoặc thả dây kéo lên. Với những nhà nào chỉ có một tầng thì sinh hoạt khó khăn hơn nhiều khi hàng xóm phải dùng xà beng đẩy cửa lên tạo khe hở để đưa đồ ăn vào. Mất điện 2 hôm nay rồi mà gia đình có cháu bé mà coi như không đi đâu được là để mang cơm qua lan can nhà tôi vào mà thuê thiện thuê thợ hai ngày. Tối hôm qua rồi mà chữa cho đã được chưa mà hôm nay vẫn chưa ra được, vẫn là trong nhà. Khu phố Hoàng Văn Thụ này có khoảng 20 nhà cửa cuốn như này, trong 2 ngày nay bị mất điện, bị nhốt trong nhà, người dân là không sinh hoạt được. Đấy thì
các sinh hoạt thường ngày của người dân là phải nhờ đến hàng xóm. Mong các cấp có chính quyền thì nhanh chóng giải quyết cho người dân để có điện sử dụng. Người dân có điện sử dụng. Qua tìm hiểu, khán giả Minh Vũ được biết, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Nam Định còn 1/3 số phường trọng điểm chưa được cấp điện như là phường Cửa Nam, phường Văn Đình Phùng và một phần của phường Trần Hưng Đạo. Nguyên nhân là do nhiều đường dây và cột điện đã bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 1, thế nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được. Sáng ngày 29 tháng 7, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Quốc Hoàng, 39 tuổi, trú tại huyện Cư Quyên, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả chết người. Khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779, người cung cấp thông tin này đến chương trình cho biết, phiên xét xử đã thu hút rất đông người dân trên địa bàn tới theo dõi. Cùng với lại một số người là đưa cháu bé đi xuống bệnh viện cấp cứu. Theo cáo trạng, khoảng 5:30 ngày 30 tháng 3 năm 2016, bị cáo Trần Quốc Hoàng điều khiển ô tô tải mang biển số 47C09254 của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tân có địa chỉ ở thành phố Buôn Ma Thuột chở phân bón lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến xã Ayunpa để giao phân bón cho khách hàng. Sau khi giao hàng xong, Hoàng di chuyển về lại thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đang lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra tai nạn cùng xe gắn máy biển kiểm soát 47C11-14271 do chị Võ Thị Nga, trú ở phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ điều khiển chở theo con gái. Vụ va chạm khiến chị Nga và cháu Phạm Thị Diễm Quỳnh, 6 tuổi, tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Hoàng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, số tiền 200 triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Hoàng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời khắc phục hậu quả và được gia đình nạn nhân viết giấy yêu cầu bãi nại, nên hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Trần Quốc Hoàng 4 năm tù giam với mục đích răn đe và giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, lô 4 và 5, chung cư 5 tầng ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được xây dựng vào năm 1980, đã xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm trước và hiện đang có nguy cơ sập đổ. Việc vận động người dân di rời khỏi chung cư này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ kiên quyết bám trụ vì cho rằng việc hỗ trợ đền bù không thỏa đáng. Đến thời điểm gần đây thì công tác di rời dân mới được hoàn thành để nhà thầu thi công vào phá dỡ công trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh về công trình nhà chung cư xuống cấp này qua clip của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695 gửi tới chương trình. Đây là hình ảnh về hai dãy nhà chung cư 5 tầng cũ kỹ trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do được xây dựng từ năm 1980, chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng, được các cơ quan chức năng đánh giá là chung cư mức độ B. Mức độ nhà hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tại đây có khoảng 140 hộ dân sinh sống. Trước nguy cơ mất an toàn của chung cư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân di rời ra khỏi công trình nguy hiểm này, đặc biệt là mùa mưa bão đã đến. Đến thời điểm này, tất cả các hộ dân ở hai dãy nhà chung cư 5 tầng đã được di rời. Việc di rời hoàn tất, một tòa nhà mới cao 31 tầng sẽ được công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm Lideco xây dựng. Công trình hoàn tất, Lideco được hưởng một số tầng để kinh doanh, số còn lại trả thành phố để phục vụ công tác tái định cư tại chỗ cho các hộ dân. Qua tìm hiểu, khán giả Xuân Hiếu được biết, công tác vận động người dân ra khỏi chung cư 5 tầng nguy hiểm này gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long không có kinh phí để đứng ra xây dựng lại công trình, thì không có doanh nghiệp nào chịu đầu tư cải tạo chung cư cũ. Trước đây cũng đã có nhà đầu tư là công ty cổ phần xây dựng Vinaconex Xuân Mai nhận thầu công trình này. Thế nhưng do không thống nhất được phương án đền bù với các hộ dân nên họ đã bỏ cuộc.
Mãi tới năm nay thì mới có nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, Hà Nội, Lideco đồng ý nhận dự án xây dựng lại chung cư 5 tầng Trần Hưng Đạo trên cơ sở nền đất cũ. Nhưng khi bắt tay vào di dời các hộ dân để triển khai dự án thì thành phố lại gặp khó khăn vì các hộ dân ở chung cư này không đồng tình với phương án đền bù, hỗ trợ và phương án tái định cư của thành phố, của chủ đầu tư. Anh Hiếu cho biết thêm, trước tình hình mưa bão cực đoan, thành phố Hạ Long đã nhiều lần vận động người dân khẩn trương rời khỏi chung cư tử thần này, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Được biết, trong điều kiện hiện nay, để có nhà đầu tư chấp nhận đầu tư vào chung cư cũ là rất khó. Bởi theo họ, đầu tư vào chung cư cũ, lợi ích kinh tế không lớn, thủ tục bồi thường đền bù với người dân lại phức tạp, dễ phát sinh tranh chấp khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Và sau những nỗ lực của chính quyền thành phố Hạ Long, cuối cùng cũng di dời được hết người dân ra khỏi chung cư 5 tầng xuống cấp này. Thưa quý vị, nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sống xung quanh lò đốt rác của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đang phải chịu đựng sự ô nhiễm nghiêm trọng từ việc đốt rác thải y tế của bệnh viện này. Mỗi khi bệnh viện đốt rác thì mùi hôi kèm khói đen đặc quánh phát tán khắp nơi, khiến các hộ dân xung quanh chỉ còn cách đóng cửa nhà, đeo khẩu trang. Dưới đây là đoạn clip được người dân ghi lại để phản ánh về vấn đề này. Cứ cách vài ngày, bệnh viện lại cho đốt rác thải y tế với khối lượng lớn, khiến khói bụi dày đặc bao phủ cả khu dân cư. Nhìn từ xa, từng cột khói bốc lên nghi ngút, theo gió phát tán đi khắp nơi, kèm theo mùi khét lẹt, rất khó chịu. Mỗi lần đốt như vậy, kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ. Điều đáng nói, khi xử lý lò đốt không đạt tiêu chuẩn, các khí thải độc hại, các hợp chất hữu cơ được xả thẳng vào môi trường, gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Người dân địa phương cho biết, mỗi lần bệnh viện đốt rác như vậy, những gia đình có trẻ nhỏ hay người già thường thấy rất khó thở. Thực trạng này đã được phản ánh nhiều lần đến các cấp có liên quan, thế nhưng không được giải quyết. Thưa quý vị, để có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này, ban biên tập chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên lạc với ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳ Hợp cũng như Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An để xác minh và xử lý nếu có. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Những ngày hè nắng nóng, khu vực bờ kè sông Đà ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trở thành một bãi biển thu nhỏ với hàng nghìn người ra sông tắm giải nhiệt. Hình ảnh này đã được khán giả Hà Phạm có số điện thoại 0166 3 số cuối 642 ghi lại và gửi về chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Dọc hai bên bờ sông Đà thuộc thành phố Hòa Bình, cứ khoảng 5-6 giờ trở đi được xem là giờ vàng để người dân tranh thủ tắm mát sau một ngày dài nóng bức. Nơi đây bỗng chốc biến thành một bãi biển trên cao hút khách. Khi cái nắng vừa dịu bớt, tất cả các bãi tắm đều đỏ rực một màu áo phao. Mỗi người chỉ phải bỏ ra từ 80 đến 100 nghìn đồng mua một cái áo phao là có thể tắm thoải mái. Trời nóng nên khi được vùng vẫy trong làn nước mát, ai cũng thích thú. Không chỉ có các bạn trẻ, người già và các em bé cũng đi tắm sông rất đông. Hình ảnh hai bên bờ sông Đà sửa màu áo phao chẳng khác gì bãi biển. Mỗi ngày, bãi biển này thu hút tới hàng nghìn người dân ở thành phố Hòa Bình. Khán giả Hà Phạm chia sẻ, mùa hè năm nay Hòa Bình cũng là một trong những địa phương hứng chịu nhiều đợt nóng, có lúc nhiệt độ cao lên tới 38-39 độ. Tại thành phố Hòa Bình, có 3 khu vực bãi tắm đông người nhất là Bến Thịnh Ninh, Tân Thịnh và Bến Phương Lâm. Các bãi tắm này nằm sát nhau, dọc theo hai bên bờ sông Đà, đoạn ngay dưới chân cầu Hòa Bình, hướng về lòng hồ Thủy Điện. Khán giả Hà Phạm cũng cho biết thêm, nhiều người ở các khu vực lân cận cũng rủ nhau đến đây tắm thử cho biết, tại đây vừa có thể tha hồ vùng vẫy, chơi đùa với bạn bè, lại vừa tắm thoải mái mà không mất tiền nên ai cũng hào hứng.
Vài năm trở lại đây, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với rau xanh khiến nhiều gia đình lo lắng. Trước thực tế này, hiện nay nhiều hộ gia đình tại Nha Trang, Khánh Hòa đã tự mua hạt giống về để trồng rau sạch mà không cần đất theo phương pháp thủy canh. Để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp trồng này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip dưới đây do khán giả Nguyễn Thị Oanh có số điện thoại 0916 3 số cuối 865 chia sẻ với chương trình. Tận dụng sân thượng, anh Phạm Văn Bảo, thành phố Nha Trang đã thiết kế cho mình một vườn treo thủy canh nhỏ. Chỉ với 2m2, anh làm 2 giàn treo trồng rau thủy canh với nhiều loại rau như rau muống, rau cải, mùng tơi, mướp đắng, hành. Anh Bảo đã thiết kế một dãy ống nhựa thông nhau. Phía dưới giàn có một thùng chứa dung dịch thủy canh, lắp máy bơm có hệ thống cảm ứng đặt hẹn giờ để bơm dung dịch lên những ống trồng rau. Dung dịch sẽ được luân chuyển khi đầy mỗi ống. Người trồng rau sẽ tự cài đặt tần suất tưới theo từng giai đoạn phát triển của cây trồng. Đây là kỹ thuật trồng cây không cần đất mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng đã được pha chế sẵn, còn gọi là thủy canh hồi lưu. Vì vậy rất tiện lợi cho người trồng. Người có cái ban công ở trước đó, thứ nhất là nó làm cho mát cái ngôi nhà, thứ hai là vào buổi sáng người ta ra tưới rau hay là uống cà phê rồi đó, nó làm cho tinh thần thoải mái. Giờ vậy thì một ngày chúng ta phải bơm được 2 lần, mỗi lần nửa tiếng đồng hồ. Hay là và khi là chúng thấy rau nó vàng lá hay là nó chậm lớn thì chúng ta chăm thêm dung dịch, và trong cái dung dịch dinh dưỡng là người ta đã bào chế sẵn theo cái công thức đó rồi. Chúng ta chỉ pha theo đúng liều lượng với nước thôi. Vậy là chúng ta dùng không có cần phải xịt tất cứ thứ gì. Còn với bà Nguyễn Thị Lợi ở phường Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, thì vườn rau thủy canh lại là niềm vui khi tuổi xế chiều. Để làm vườn rau, bà Lợi tận dụng những vật liệu như hộp xốp, chai lọ, sơ dừa, nên chi phí đầu tư ban đầu thấp, chỉ khoảng 10 đến 15.000 đồng cho một lọ trồng rau. Từ ngày có vườn rau, bà Lợi cũng thu hoạch được nhiều hơn. Bởi trồng rau theo phương pháp thủy canh có thời gian thu hoạch ngắn hơn so với trồng rau trên đất, cho hiệu quả năng suất cây trồng cao hơn và có khả năng trồng ổn định quanh năm, cả trong điều kiện trái vụ, nâng điều kiện canh tác lên 10 đến 12 vụ một năm. Với cách làm này, hiện vườn rau của bà có khá nhiều loại rau xanh. Đều đặn mỗi sáng, bà đều ra thăm vườn, kiểm tra rau như một người nông dân thực thụ. Tôi cũng rất là vui vì mình cũng mình đứng là mình canh tác được cái này vui lắm, tại mình thấy bên ngoài là toàn những rau không được sạch á. Cái rồi mình cũng mày mò đi tìm trên mạng trên đồ rồi mình thấy cái này mình kêu người ta tới làm. Đó là cái gì thì mình thấy cũng rất mừng. Thì giờ trước là mình cũng được ăn rau sạch, rồi sau nếu còn thì mình có ra thị trường để cái gì mình cũng hưởng chút lợi vậy mà. Khán giả Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, ngày nay trồng rau xanh tại các nhà ở, các khu đô thị là xu hướng khá phổ biến bởi sự an toàn thực phẩm, tiện lợi và tiết kiệm cho gia đình. Thế nên chỉ cần sự khéo léo trong việc bố trí, tận dụng những khoảng không gian trống trong ngôi nhà là có thể làm một vườn rau thủy canh tại gia đình. Ngoài ra, chị Oanh cho rằng việc trồng rau xanh trong nhà không chỉ tạo nguồn thực phẩm sạch mà còn là một hình thức lao động nhẹ nhàng, một phương pháp thư giãn thú vị giúp giảm căng thẳng hiệu quả, đồng thời tạo khoảng xanh cho không gian sống. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương về vùng đất đỏ Ba Gian và vùng đồi núi, trong những năm gần đây, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa cây chè công nghiệp trở thành cây chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo. Hiện cây chè đã gắn bó mật thiết với người nông dân và là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ trong xã. Khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687 cho biết, khi được xí nghiệp chè 12/9 bao tiêu toàn bộ thành phẩm chè búp tươi, bà con nông dân Kỳ Trung tin tưởng, phấn khởi tiếp tục đầu tư trồng chè nguyên liệu. Những năm gần đây, để cây chè nguyên liệu phát triển, chính quyền xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm động viên khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích, tăng diện tích trồng chè và nâng cao năng suất trên cùng một diện tích, từng bước nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm chè sạch trên thị trường.
đồng thời phối hợp với Xí nghiệp chè 12 tháng 9 tổ chức tư vấn tập huấn kỹ thuật, chăm sóc cây chè đúng quy trình, nhất là hỗ trợ máy móc, thuốc bảo vệ thực vật, ươm các giống chè có chất lượng để phục vụ bà con sản xuất. Đến nay, toàn xã đã trồng được hơn 200 hectare chè với 300 hộ tham gia trồng chè nguyên liệu với cơ cấu các giống chè chủ lực như PH1, LDP2. Sản lượng hàng năm ước đạt 1.450 đến 1.500 tấn chè búp tươi, đưa thu nhập bình quân từ trồng chè nguyên liệu đạt hơn 8 tỷ đồng một năm. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển các vùng trồng chè nguyên liệu, xã Kỳ Trung còn hợp đồng với Xí nghiệp chè 12 tháng 9 bao tiêu toàn bộ sản phẩm chè búp tươi cho bà con nông dân. Nhờ vậy, đã tạo được niềm tin cho người trồng chè, góp phần thúc đẩy phát triển vững chắc các vùng chè nguyên liệu chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Theo chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải, với mục tiêu mở rộng diện tích trồng chè, nâng cao sản lượng và tính cạnh tranh mặt hàng chè, thông qua sản xuất theo chuỗi giá trị đạt chất lượng cao, sản phẩm an toàn đạt Việt Gáp, tạo liên kết với thị trường nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ khi có chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và cây chè được giá, người dân Kỳ Trung đã hăng hái mở rộng thêm diện tích trồng chè công nghiệp, nghề trồng chè giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi của địa phương. Hiện nay, xã Kỳ Trung đang tập trung cải tạo các vùng chè già cỗi, chú trọng đầu tư về nhân lực và vật tư, cũng như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc chè để tạo cho cây chè sinh trưởng, phát triển tốt nhất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương và các vùng lân cận khác. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Khi cơn bão số 1 đi qua, cuộc sống của người dân thành phố Nam Định bị ảnh hưởng không nhỏ vì mất điện trên diện rộng, đặc biệt đối với những gia đình dùng cửa cuốn. Suốt 2 ngày qua, hàng chục hộ dân sống trên phố Hoàng Văn Thụ đã rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười khi không ra được khỏi nhà. Họ phải nhờ người thân, hàng xóm ứng cứu đồ ăn qua khe cửa hoặc lan can tầng 2. Phản ánh của khán giả Minh Vũ từ số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Sáng ngày 29 tháng 7, Tòa Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử lưu động bị cáo Trần Quốc Hoàng, 39 tuổi, trú tại huyện Cù Cư Yên, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người. Trước đó, vào ngày 30 tháng 3 năm 2016, bị cáo Trần Quốc Hoàng điều khiển ô tô tải chở phân bón đã gây tai nạn khiến hai mẹ con đi xe máy tử vong. Thông tin và hình ảnh do khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779 cung cấp. Lô 4 và 5, chung cư 5 tầng ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được xây dựng vào năm 1980, đã xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm trước và hiện đang có nguy cơ sập đổ. Việc vận động người dân di rời khỏi chung cư này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ kiên quyết bám trụ vì cho rằng việc hỗ trợ đền bù không thỏa đáng. Đến thời điểm gần đây, công tác di rời dân mới được hoàn thành để nhà thầu thi công và phá rỡ công trình. Ghi nhận của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sống xung quanh lò đốt rác của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đang phải chịu sự ô nhiễm trầm trọng từ việc đốt rác thải y tế của bệnh viện này. Cách vài ngày, bệnh viện lại tiến hành đốt rác thải, mỗi lần kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng. Mùi khét và khói bụi tỏa ra từ quá trình đốt khiến người dân phải đóng chặt cửa. Phản ánh của người dân thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Những ngày hè nắng nóng, khu vực bờ kè sông Đà ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trở thành một bãi biển thu nhỏ với hàng nghìn người ra sông tắm giải nhiệt. Tại thành phố Hòa Bình có 3 khu vực bãi tắm đông nhất là bến Thịnh Ninh, Tân Thịnh, Phương Lâm. Các bãi tắm này nằm san sát nhau dọc theo hai bên bờ sông Đà, đoạn ngay dưới chân cầu Hòa Bình hướng về lòng hồ thủy điện. Chia sẻ của khán giả Hà Phạm có số điện thoại 0166 3 số cuối 642. Thưa quý vị,
vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ cùng chương trình, quý khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.